cách để cho anh chị vượt qua nỗi sợ hãi. Các anh chị không bao giờ sợ người ta từ chối. Bây giờ trong các anh chị đây á, đang rất nhiều những anh chị chúng ta là sợ bị từ chối. Vậy thì thường ai là người từ chối? Chúng ta sợ từ chối cho nên cả chúng ta không có đi và không bao giờ chúng ta có kết quả. Vậy thì động lực đầu tiên Lê Lục muốn nhắn gửi với tất cả các anh chị, sản phẩm của chúng ta rất là tuyệt vời. Thứ nhất là chúng ta dùng để chúng ta cảm nhận, chúng ta có niềm tin. Thứ hai là chúng ta cho người thân của chúng ta dùng thì chúng ta cũng có được cái cảm nhận và chúng ta có niềm tin. Chúng ta đưa sản phẩm được cho khách hàng dùng, hoặc là chúng ta chứng kiến những cái kết quả của những khách hàng, của những đồng nghiệp của mình, để chúng ta có một niềm tin. Và khi các anh chị có niềm tin rồi thì các anh chị đi chia sẻ cho mọi người bằng cái niềm tin của mình. Ví dụ anh chị đến gặp khách hàng, khách hàng không tin, khách hàng không quan tâm. Nếu các bạn không có niềm tin thì các bạn sẽ lung lay. Các bạn nghĩ ra là không biết có tốt thật hay không. Đưa cho người ta dùng mà lỡ người ta không hết bệnh á, người ta không khỏe ra đó, thì cuối cùng ngại lắm, người ta nói mình đi lừa. Cho nên là các anh chị không dám đi chia sẻ. Nhưng khi anh chị đã dùng, đã cảm nhận và đã chứng kiến người thân của mình dùng á, thì chúng ta đầy đủ những cái niềm tin và chúng ta sẽ đi chia sẻ một cách, một cái tâm thái khác. Các anh chị đi chia sẻ với một tâm thái rằng chúng ta cho đi, đi giúp họ, đi giúp đỡ mọi người. Và khi mà mình đã đi cho đi á, thì tùy duyên của người đón nhận. Ví dụ người ta đang bệnh mà mình chia sẻ thông tin tốt về sản phẩm, họ không đón nhận, thì cái người thiệt thòi là ai? Người thiệt thòi chính là cái người khách hàng không đón nhận, chứ không phải tất cả các anh chị. Tại vì sao ạ? Chúng ta chia sẻ miễn phí cho họ. Và khi mà họ không nghe thì là họ là người thiệt thòi. Tôi nói có duyên thì được biết mà có phước mới được hưởng. Bây giờ họ không có phước thì làm sao mà họ được hưởng đây? Chính vì vậy cho nên các anh chỉ cần mình có niềm tin là chúng ta chiến thắng. Vậy thì bây giờ Lê Lục muốn nói với tất cả các anh chị rằng là bây giờ những ai chưa đủ niềm tin thì chúng ta hãy cố gắng cái này, việc này chỉ có các anh chị tự làm được. Lê Lục không thể nào chia sẻ cho tất cả các anh chị về niềm tin của mình, mà các anh chị phải tự trang bị cho mình một cái niềm tin, phải dùng sản phẩm. Thứ nhất, cái các anh chị cần đó là sức khỏe, là sắc đẹp, thì các anh chị phải dùng thì chúng ta mới có được một cái kết quả. Rồi khi các anh chị có niềm tin rồi thì đến cái kỹ năng đi chia sẻ. Tại vì tối hôm kia đó, Lê Lục nghe có một lãnh đạo, có một khách hàng ở trong Zoom nói với Lê Lục rằng là chị ơi, bây giờ làm sao? Em dùng sản phẩm, em là một bệnh nhân ung thư, em đã dùng sản phẩm có kết quả rất tốt, tuy nhiên em không dám đi chia sẻ. Em chia sẻ em sợ người ta nói rằng là em dùng cái khác, mà bây giờ em đi nói cái này, và sản phẩm nhiều kết quả tốt quá, em không dám kể cho họ. Em sợ họ nói rằng em bìa ra để kể. Chính vì vậy cho nên là em không dám. Thế như vậy là sao ạ? Sản phẩm của chúng ta rất tốt, tuy nhiên chúng ta chưa có kỹ năng và chúng ta chưa có niềm tin, chúng ta mới có một cái suy nghĩ như vậy. Bây giờ chúng ta, điều đầu tiên, tư duy rất là quan trọng. Các anh chị cần phải trang bị cho mình một cái tư duy tích cực. Có nghĩa rằng là gì ạ? Khi mình biết sản phẩm tốt rồi á, trách nhiệm và bổn phận của mình phải đi chia sẻ. Cái người nghe hay không là tùy họ. Nhưng mình đã chia sẻ thành công, họ không đón nhận mình cũng vui, chứ đừng có buồn, đừng có ngại, đừng có mất cỡ và đừng có sợ sợ người ta là nói mình nói không đúng. Bản thân mình không sợ là được rồi, đừng có sợ người ta nói. Và thưa các anh chị, vậy thì tại sao mà có những cái kết quả tốt như thế mà vẫn chưa đi chia sẻ được và vẫn chưa thành công? Thế thì kỹ năng buổi tối ngày hôm nay là chúng ta, Lê Lục sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị về một cái kỹ năng offline. Kỹ năng offline là kỹ năng chúng ta mời người ra để chia sẻ. Vậy thì cách thức để chúng ta làm việc ấy, khi mà chúng ta đã dùng sản phẩm tốt rồi, chúng ta có những người bạn, chúng ta phải kết nối được những người bạn. Nghề của chúng ta là nghề chia sẻ. Chúng ta không đi bán hàng nhưng mà chúng ta phải chia sẻ. Chia sẻ ở đâu, chia sẻ như thế nào, ở đâu cũng chia sẻ cả. Nếu các anh chị ấy kết nối được Zalo, kết nối được Facebook, chúng ta sử dụng online thì chúng ta sẽ chia sẻ theo cách online giống như Lê Lan vừa mới chia sẻ. Nhưng mà chia sẻ online rồi chúng ta cũng phải là gặp gỡ để chúng ta offline nữa kìa, chứ không phải là online xong là được rồi. Vâng, vậy thì bây giờ chúng ta làm việc ở đây, làm việc trên net là chúng ta luôn có đồng đội.
Và chắc rằng tất cả các anh chị ở trong đây ai cũng có một người tuyến trên, đúng không ạ? Ai cũng có ít nhất một người tuyến trên ở trong Zoom này. Vậy thì chúng ta làm việc bằng đội nhóm, chúng ta có tuyến trên trực hệ, và chúng ta có tuyến trên gọi là lai ngang, cũng có thể là tuyến trên của chúng ta. Vậy thì chúng ta phải biết mượn lực. Ví dụ hôm nay các anh chị có một người bạn, mình muốn chia sẻ cho họ nhưng mà không biết nói làm sao, đúng không? Mình nói nhiều quá họ không tin, mặc dù mình dùng rất là tốt rồi nhưng mình nói nhiều quá họ không tin. Họ lại nghĩ rằng mình bịa ra mình nói, thế các anh chị không dám nói. Bây giờ đây Lục chỉ cho các anh chị một cách là chúng ta phải sử dụng phương pháp ABC. Khi mà chúng ta đã chia sẻ thông tin cho khách hàng rồi á, bạn bè rồi á, nếu mời họ được vào Zoom, giống như những cái buổi tối vào Zoom như hôm nay á, thì bạn mình cũng có thể theo dõi, cũng có thể nghe và cũng có thể học tập được. Trong các cái buổi Zoom từ thứ hai cho tới thứ bảy hàng tuần ấy, thì từ thứ hai là đầu tiên là cái buổi OBB. OBB thì sẽ có các lãnh đạo đại diện hệ thống sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị về tổng quan về Genet. Genet đến từ đâu, Genet kinh doanh như thế nào và một tập đoàn phát triển như thế nào, ban lãnh đạo của họ là ai và Genet sẽ giúp cho chúng ta cái gì, chúng ta đến với Genet chúng ta được cái gì, chúng ta phải làm như thế nào. Đó là cái buổi thứ hai. Rồi trong tuần liên tục có những cái buổi đều đáp ứng được nhu cầu của tất cả những người mới. Nhưng có nhiều người, rất nhiều người ngày nào cũng nghe Dung. Nghe Dung nhiều lắm. Tối nào cũng giống như là ghiền. Đến giờ là phải vào Dung. Vào muộn nó sợ hết chầu nữa chứ. Nhưng mà vào mãi rồi cuối cùng vẫn không biết làm thế nào để cho thành công cả. Đi chia sẻ cũng không có được. Nói mãi cũng không ai nghe. Lý do làm sao? Thưa các anh chị, thứ nhất là chúng ta phải có một kế hoạch làm việc. Có một cuốn sổ, chúng ta phải ghi chú từng trường hợp. Ví dụ có những đối tượng chúng ta đã đưa họ vào Zoom rồi, nhưng mà họ vẫn chưa biết làm, thì chúng ta phải lên kế hoạch để gặp mặt. Gặp mặt chúng ta mới chia sẻ được các anh chị nha. Vậy thì khi các anh chị ấy, khi anh chị muốn mời một cái người khách ra để gặp mặt, thì chúng ta phải làm sao? Thứ nhất là đầu tiên á, có những người bạn mà chưa hề biết gì cả. Bây giờ chúng ta nhìn thấy người này có khả năng là tiềm năng, chúng ta muốn mời họ ra để gặp mặt, thì chúng ta phải nói như thế nào ạ? Thứ nhất đầu tiên là cũng phải xin chào và hỏi thăm bạn hiện nay bạn đang ở đâu, bạn đang làm gì, cuộc sống của bạn như thế nào. Hãy quan tâm nhiều hơn bạn, đừng có kể quá nhiều về mình. Vậy thì đầu tiên chúng ta kết nối bạn bè, chúng ta hỏi thăm, sử dụng cái nghệ thuật lắng nghe. Bất kể ai cũng vậy nha các anh chị. Khi các anh chị tiếp xúc với họ, các anh chị phải nghe nhiều hơn nói. Chỉ có khi các anh chị nghe nhiều hơn nói thì các anh chị mới biết được ấy, cái người bạn của mình, họ đang làm gì, họ đang ở đâu. Và những cái câu hỏi, những cái từ khóa rất là đắt tiền để cho các anh chị sử dụng trong một cái cuộc giao tiếp. Ví dụ lâu lắm rồi, bây giờ mình gặp một người bạn, mình có một người bạn cũ lâu lắm rồi, mình không liên lạc, cũng chả có việc gì để liên lạc thường xuyên cả, cho nên là lâu lắm bạn bè cũng bảo nhau đi. Và ngày hôm nay mình có một cơ hội rất là tốt và mình muốn gặp bạn. Thế thì mình phải làm sao? Đầu tiên thì mình phải là ôi chào bạn, đã lâu mình không gặp bạn rồi, thì dạo này cuộc sống gia đình bạn như thế nào, hỏi về con cái của bạn như thế nào. Tại vì bạn cũ mà chưa gì mới, lâu lắm rồi không gặp, tự nhiên gặp một cái là mày có đi làm với tao hay không, bạn có đi làm, cậu có đi làm với tớ hay không, vào làm rất là nhiều tiền, sản phẩm này kia nọ. Thế như vậy là bạn mình rồi sợ ngay rồi, là sợ ngay rồi, là bạn lúc này là gọi là nhà bạn mình đi bán hàng đa cấp rồi, bắt đầu là chuẩn bị là mời mình, cho nên là chưa nói gì hết, mới nói được một hai câu thôi là bạn từ chối liền, không hẹn gặp nữa. Thế thì các bạn phải là như thế nào ạ? Phải hỏi thăm về bạn, trước hết là phải hỏi thăm và để dành cái phần trả lời cho bạn mình. Bạn mình trả lời cho mình, ghi lại những cái phần trả lời của bạn mình lại đó. Rồi cái buổi đầu tiên nó có thể là các bạn chỉ có hỏi thăm tình hình,
để hâm nóng cái tình cảm của bạn bè. Sau đó rồi thì trong cái quá trình câu chuyện ấy,